hết pin nữa hả ta? Sao không vô được vậy trời? Ai đang xem cho em xin một chấm nha mấy anh chị ơi. Giờ phải cố gắng ngày nào cũng like để lấy lại tương tác. Hôm hôi sẽ như thế nào? Đây em có một cái kẹp nè mấy chị. Kẹp 20. Ai lấy kẹp lên giùm em mở kẹp 20 nha mọi người. Kẹp 20. Cái kẹp and kẹp 20. Trời, chưa có ai vô. Ủa này là gì vậy? Nguyên một cái cục phòng gớm. Chào anh Ngộ Chí Tịnh, chào anh. Lựa thêm gì để em xếp cho anh kính với lại cái kia luôn nha. Sương nè mọi người ơi, sương nè. Móc khóa gì nè. Chưa có thấy ai vô hết. Chia sẻ bài một xíu nha mọi người. Sao vậy trời? Nó không có chia sẻ luôn. Nó không cho chia sẻ luôn mấy chị. Nhìn em à. Ví dụ mà em chia cái sẻ trang sức độc lại rồi. Không thể chia sẻ được. Vậy là biết cái quay của em bị spam đến cỡ nào rồi mấy chị. Chán nha. Cục gớm này là cái gì trời. Có bị dâm nè mấy chị. Bị dâm. Bị dâm. Mẹ ơi kìa. 30.000 lên cho em mã 30. 30.000 lên giùm em mã 30. Có bị dâm nha nè. Dâm ở đường này thì không sao. Không biết làm gì. Giờ không chi. Có gì cho anh không? Anh kiếm gì? Anh kiếm hổ phách.
hủ phách giả hả? Đúng không? Hủ phách giả. Gì đây trời? Rồi có cái hộp nè. Rồi bán hộp 30.000 mấy anh chị. Bán hộp 30. Ai lấy hộp đây giùm em mã hộp. Hộp 30. Hộp 30. Đây. Hộp 30 cho cả nhà, ai lấy hộp đây giùm em mã hộp. Không chia sẻ được á. Không chia sẻ được đi đâu hết. Chán quải. Rồi không like không được. Rồi xong luôn. Cái lúc like thì không có hả chứ hả vô coi. Rồi hả nhắn tin. Quái thiệt. Mở nhỏ lại con ơi. Đang bị cảm đấy chị. Em đang bị cảm. Anh kêu anh cần cái gì? Anh cần cái gì? Anh ngụy trí tịnh cần cái gì thì nói nha. Em coi có thì em lên. Chứ em thật sự em cũng biết like gì. Tại vì hiện tại đăng còn ít người xem quá. Em chưa like. Cần gì nói nha. Sao không chia sẻ được gì trời. Cười gì đuôi vậy. Cái này là gì ta. Ồ. Ở đây cũng có một cái hộp nữa nè. Hồi này mới đẹp đấy chị. 50.000 lên cho em mã 50. 50.000 lên giùm em mã 50 nhá. 50.000 lên giùm em mã 50. Một hộp mang xếp nè. Mới đẹp nè. Xà cừ bóng 7 luôn. Mã 50 chị. Em chào chị Hoàng Cúc. Em ship hàng rồi nha. Giao rồi nha chị nha. Ở đây có một cái pha lê nè mấy chị. Pha lê nè. Lấp lánh chưa. Cái này là màu khối với mọi người. Nè. Đó. Nè mấy chị 100.000 lên cho em mã lấp lánh. Ôi cái này mà làm cái lắc tay đẹp lắm luôn á. Nè. Lấp lánh. Một mã nhỏ lại một nút. Nè 100.000 lên cho em mã lấp lánh mấy chị. 100.000 lên cho em mã lấp lánh. Rồi bán cho mọi người cái này pha lê đen với chị. Pha lê đen. Một cái khóa của nó nè. Cái khóa của nó bị gọi là nó cũ rồi. Em bán cái này vui cho mọi người luôn. 70. Lên cho em mã đen 70. Đen 70. Nó bị cảm nó mũi như cái lục ít vậy đó. Nó mũi như cái lục ít vậy đó. Dạ. Cái này pha cái gì? Cái này thủy tinh nè. Thủy tinh là mấy chị hôm nay à.
em sẽ sale cho mọi người cái mớ này đồng giá đi, bán rẻ đi. Hôm nay sẽ bán rẻ lấy tương tác lại. Hôm nay em sẽ sale rẻ cho mọi người. Hai chốt được một chốt nha. Thủy tinh nè, thủy tinh phối chan là mấy chị? 20 nè, 20 mỏ này sẽ chưa. Đây mấy chị, chốt trên like thôi nha, 20 lên giùm em mã 20. 20 ai lấy lên giúp em mã 20. Mã gỗ, gỗ 10 con à, đang bị bớt tương tác mấy chị, chia sẻ giùm em với. Còn gì nữa đâu nè, gỗ 10. Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó la còn hơn gì nữa. Đây là gì ta? À, một cái ghim 10 lên cho em mà mới 10, mới 10, mới 10. Chấm chấm bài cho em nhé nha mọi người. Chia sẻ bài cho em với cả nhà ơi. Đừng có la làng lên được không? La. Đi lên bà con ngồi luôn. Đấm một phát chết ngất. Đi cùng cùng ba. Trời ơi nó la làng mấy chị. Cái này cườm phối với thủy tinh là đẹp có mấy chị. Lên đây mã 20. Xanh 20, xanh 20. Xanh 20. Chốt trên like mấy cái này nha mấy chị ơi. Xuống like kêu em kiếm chụp hình, em không có kiếm được đâu nha mọi người. Tranh thủ chốt trên like nha. Nè, trời ơi cái này đẹp giả mang luôn mấy chị ơi. Con bữa nay bị gì đó la làng hoài. Đó. Thủy tinh phối với cườm á, mới lắm luôn á nha. Em đang bị cảm cái tiếng của em nghe mất cười mọi người. Mình quản tối ngày. Gì? Không. Rồi, quay một cái bịch gì nè. Mấy bộ mang xếp bán 50 ngàn luôn. Lên cho em mã bộ. Bộ 50, bộ 50. Mấy bộ cho mày bộ 50. Không có à. Trời ơi, cái này là cái gì ta? Móng rồng. Trời ơi, lên cho em mã vàng. Vàng 30. Vàng 30. Vàng 30. Này nó giả hổ phách nè mấy chị. Ôi cái khóa đẹp quá vậy. Ê cái khóa đẹp quá luôn. 50 ngàn lên cho em mã. Mã đẹp 50 nè. Nó giả làm một cái hổ phách. Hổ phách đó mấy chị. Đẹp 50. Đẹp 50 nha mấy chị. Ai lấy đẹp lên giùm em mã đẹp. Đẹp 50. Đẹp 50. Từ từ em vô em. Em vô em cũng mấy chị kia vô coi cái. Mấy chị không thấy bài của em. Cho nên hả, đâu có hả. Để đợi em chút nha mấy chị. Nhắn tin mà cũng không được. Mà quán bắt hồ lọc nét là gì vậy ông? Nó là một sinh vật hoàn toàn sống ở hồ rét và chưa thể xác định được. Thế mà khi chắc công ty cho thấy rằng nó được phát hiện bởi một người nông dân vào năm 1802, họ cho rằng nó là một con vật rất là to và dài chừng 45 mét.
Cháu chẳng tin một thứ gì có thật trên đời. Thôi tạm biệt ông, cháu đi tập thể dục đây. Ôi cái đồ chích chiếc, cái đồ chích chiếc. Văn đá nha. À, có gỗ nha mọi người. Gỗ. Cái hộp này 90 ngàn một hộp nha mọi người. Cái hộp đựng như vậy 90 ngàn một hộp. Ừ. Đựng bông tai, đựng lắc, đựng dây chuyền, đựng nhẫn gì 90 ngàn một hộp mấy chị. Ở trên quán nó bán gần 200 á. Gần 200 loại size này. Size nhỏ hơn là ở trên quán nó bán 170, còn size nhỏ hơn nó bán 95 ngàn. Cái này đựng cho nó gọn mấy chị, đỡ phải mất. Tìm hổ phách dao nè mấy chị, 70 ngàn. Cái dài thằng lòn nha. Đây, đó, được hai vòng 70 lên trên mã vàng 70. Vàng 70. Còn cái này là ngờ. Nó giả ngờ nè mấy chị, có vân nè. Đấy. Về nhà trà rửa nó nha. Đó. Nè, nó bị dơ nè, 30 ngàn. Lên trên mã 30. Con ơi, mở nhỏ lại con. 30 ngàn lên trên mã 30. Dạ, trời 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 trời. Thôi. Cái này lên cho em mã gỗ. Gỗ 30, gỗ có mắt nè mấy chị nè. Gỗ có mắt nè. Gỗ 30. Nhẫn bạc. Ok. Nhẫn bạc. Đây có một cái nhẫn chai nè. Một cái nhẫn chai xám nè mấy chị. Có lại một cái mặt chai xám nè. Đẹp không mọi người? Lên giùm cho em mã xám 30 cho anh Ngồi Chí Tịnh. Xám 150, xám 150, xám 150. Bố ơi, mở nhỏ lại một chút. Mở nhỏ lại một xíu nữa. Đưa đây. Đừng có mở nhỏ quá mở. Ừ, một xíu thôi nha. Mở lớn quá. Mày không có nghe. Alo. Mẹ nói không được. Ồ tôi bốc bốc cũng si đa luôn. Sao tôi không thấy cái gì? Sao tôi không tìm thấy sinh vật gì là sao? Cái hộp này tưởng là phải có sinh vật gì vậy? Đây, cảm ơn Định đã mở hàng. Cảm ơn anh đã mở hàng. Ừ, chán đời ghê. Một cái này giống bạc dữ vậy ta. Dây da nè mấy chị. Dây da vậy nè. 20 ngàn lên cho em mã da. Da 20. Da 20. Ngờ mà. Ngờ này 2,5 triệu. Ngờ to 2,5 triệu nha em bé ơi. To lắm. Nè. Thấy không? Ngờ to 2,5 triệu. To lắm. To và dài nè. Thấy không? 2500. Cái mặt quét cốt 70. Quét cốt 70. Cái mặt này em sẽ để cho mọi người 70 ngàn lên cho mã xanh. Xanh 70 em sẽ để cho mọi người cái dây luôn nha cả nhà. Đẹp lắm luôn á nè. Đeo cái này không có sợ nó lâu phai lắm tại vì nó màu trắng. Chứ mà mấy chị mà đeo cái màu vàng nó dễ. Rồi, hết pin luôn. Ghê vậy. Rồi, hết pin mới đau quá chứ.
hết pin cái điện thoại coi comment. Đổi ra ngồi nãy, nãy thấy nó còn 10. Cắm sạc rồi mà không vô. Mở nhỏ lại một chút con ơi. Chờ em xíu mấy chị. Này đẹp mà anh, nó y như là hổ phách hoàng gia vậy đó nè, anh nhìn giùm em ơi, đẹp giả mang luôn. Ừ đó, đẹp lắm. 70 ngàn. 70. Được 1% đi mà. Nè anh ơi, anh lấy luôn cái dây này nè. Nè, 100 ngàn 2 dây. 100 ngàn 2 dây. Mã đỏ. Mã đỏ 30 lên cho em đỏ, đỏ 30, đỏ 30. Đỏ 30. Trời ơi cái cườm mấy anh chị ơi. Cái cườm nè. Ừ. Cái cườm nè mấy chị. Đó đẹp chưa. 50 ngàn lên giùm em mã cườm. Người ta phối như vậy nè. Mấy anh chị về tha hồ mà mình không thích kiểu người ta phối như thế này á, thì mình về mình làm lại nha. Mình làm sao mình làm. Đó 50 ngàn lên giùm em mã cườm. Một nùi cườm luôn. Một nùi cườm luôn á. Trên ngủ chí tịnh. Để em kiếm cho anh mấy dây giả ngờ. Bán vui luôn nè. 10k lên mã trắng. Chán đời cắt tóc đi tu. Có cái gì bán cái đó nha mọi người. Đó anh chốt cái đó luôn đi em. Mọi người ơi, share bài viết cho em với. Chia sẻ bài cho em với. Cả nhà ơi. Cái tay của em đang bị spam, em không có chia sẻ được. Em sẽ không bật thùi. Rồi. Cái này thủy tinh nè mấy chị. Đẹp chưa. Nè. Đó, lên cho em mã thủy tinh 40. Thủy tinh 40. Thủy tinh 40. Ai lấy thủy tinh lên giùm em mã thủy tinh. Thủy tinh hôm nay em lên hàng trung. Con voi 5, con voi 30, con voi bằng đá gì tím nè. Em không biết đá gì. Con voi 30, con voi 30. Ai lấy voi lên giùm em mã voi. Con voi này không phân biệt được cái nào cái à, cái voi đây. Đó. 10 tịnh. Trắng tròn. Cái dây trắng trên canh là cườm già đúng rồi chị ơi. Nguyên một nồi cườm đẹp lắm, bán 50 ngàn. Hôm nay bán 50 ngàn đó chị. Chị Hoàng Cúc. Từ ngày nó bị spam đến giờ là bán chán đời luôn. Không phải mạng nhà chị lát đâu, cũng do mà nhà em nữa đó. Cườm á 30, ở lộn 50 lộn. Ở đây em có một cái sợi dây nè mấy chị, bắt quái nè mấy chị nè, thấy bắt quái không, hiệu gì nè, hiệu Hawaii. Đó. Sợi dây này bán cho mọi người 30 ngàn.
lên cho em mã da 30, da 30 nha, da 30, ai lấy da lên giúp em mã da. Cái cơm mà nhiều lắm á chị, mà bán 50 ngàn nhiều lắm. Về mấy chị tha hồ mà sâu, sỏ, muốn sỏ gì sỏ, nhiều lắm chị Hoàng Cúc. Nè, một nồi luôn nè, thấy không? Ừ, nồi luôn, nồi 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 luôn á. Đây nữa nè, cơm 7 màu nữa nè, cơm 7 màu mấy chị. Đó, 20 ngàn lên cho em mã 7 màu, 20 ngàn lên cho em mã 7 màu. Ở đây em có một cái hộp cái gì đây, móc khóa san hô mấy chị, 20 lên cho em mã hộp, bán cái hộp rồi còn tặng cái móc khóa, 20 lên cho em mã hộp, hộp 20, hộp 20. Ở đây em có một cái đai váy, đai váy, đai váy viên màu vàng nè mấy chị. Đâu rồi, đai váy này mẹ đeo kiểu gì? Đai váy hoặc là vừa làm đai váy vừa làm dây chuyền tầng được mấy chị. Và mấy chị tự tự thiết kế lại mới đẹp nha mọi người. Dây chuyền tầng là 3 tầng hoặc là làm đai váy cũng được nha. Đấy nè mấy chị, lên cho em mã 50. Bình thường này em bán 100 đều lắm, không 70, mà hôm nay em bán 50, mấy chị mới lắm. Lên cho em mã 50, 50, 50, mã 50 nha mọi người. Đây em có một cái sợi dây pha lê. Cái này cái khóa của nó đây nè mấy chị, nhưng mà cái khóa của nó không có mới lắm nè mấy chị. Mà cái sợi dây pha lê này nó to, mấy chị về mấy chị nếu mà mua cườm này nè, nhưng mà kết chung với nhau á, mình tạo ra một cái dây mới theo ý của mình. Cườm pha lê này đẹp mấy chị nè, lên cho em mã mã số 5, em báo mấy chị 50 ngàn, mã số 5, 50, mã số 5, 50 nha, 50. Mã số 5, 50 ngàn. Hai cái vòng tay hiệu cốt mới luôn nè mấy chị. Đó, 70 ngàn. Lên cho em mã cốt, hai cái luôn nha. Anh thấy nó có khắc chữ này, nó được gia công ở China. Đấy, 70 ngàn. Lên cho em mã vòng 70, hai cái luôn. Vòng 70. Cái này 150, nó to như thế này nè, nó giãn ngờ nhưng mà nó to lắm. 150. To ơi là to luôn nha, 150. 150. 1 là 1 là 1. 2 là 2 là 2. 1 1 1 2 2. Một cái vòng đá đen nè mọi người. Đá đen to nhưng mà nó ngắn, 12 ly nè mấy chị thấy không. Này, cái này về làm vòng tay, cái vòng cổ nặng lắm mấy chị. Tại vì, ai da trời, nó to quá đó. Em bán 150. To nha, 12 ly đó, 150. Nè to vậy nè. Đấy, sale 150, sale 150 mấy chị. Đá đen 150, đá đen 150, đá đen 150. Ai lấy đá đen lên giúp em mở đá đen nha. Đen 150 mấy chị, đen 150. Một cái vòng da nâu và 30 ngàn, lên cho em mở nâu 30, nâu 30, nâu 30. Ai lấy nâu lên giúp em mở nâu nha, nâu 30. Hai triệu rưỡi cái vòng này nha mọi người, 2,5 triệu cái vòng ngờ đó, 2,5 triệu. Còn cái vòng ngờ này em bán 350 ngàn, vì ngờ này có phối với gỗ ngờ vuông,
nó có chút ngờ đây nè, thấy không nè. Còn ở trên này là phối gỗ đó, 350, lên giúp cho em mở gỗ 350 này, 800 ngờ này, 800. Hôm nay em sale cho mọi người 700, lên cho em mã số 7, em bao chuẩn ngờ nha, 700. Ngờ này 1,8 triệu, vòng ngờ này 1,8 triệu nha mấy anh chị, vòng ngờ này 1,8 triệu. Ai lấy 1,8 triệu lên cho em mã số 18, ngờ khách nè, cũng to, mã số 18, 2,5 triệu. Mấy chị thấy nó vừa dài mà vừa bự không? Đây chiếc nhẫn nè, nhẫn ngờ, ngờ này á, là ở cái đoạn mấy con ngờ nó chưa kịp già mà người ta đã khai thác mà mấy chị lên nó nhỏ nó mỏng. Bề ngang của nó là mấy ly đây, khoảng 4 ly á. bốn năm ly. Em sẽ để cho mọi người là 170 một chiếc. Size số 6, số 7, 170 một chiếc. Ai lấy lên giùm em mã 17 nha. Mã 17. Một cái đôi bông tai xương nè mấy chị, về chà rửa nó nha. 50.000 lên cho em mã xương. Xương 50 mấy chị ạ. À. Xương 50. Một cái sừng thạch anh nè mấy chị ơi. 50.000 lên cho em mã xanh, 50, xanh 50. Xanh 50 ha mấy anh chị. Xanh 50. Một cái cài ngọc, một cái cài áo trai nè mấy chị, 50.000 lên cho em mã trai 50, trai 50. Trai 50, ai lấy trai lên giúp em mã trai. Trai 50. Một cái choker mọi người nè, một cái choker có hình thánh giá nè, đấy, daisy gì đó, lên cho em. Ôi cái thánh giá này xấu mấy chị ơi, bỏ đi, tưởng đẹp này là xấu. Một cái đai váy mấy chị ơi, cái đai váy vàng viên mấy chị, đai váy viên nè, đai váy viên đẹp quá đẹp luôn, 120.000 lên cho em mã đai 120, đai 120 mấy anh chị, đai 120, đai váy viên nha mọi người, đai váy viên 120. Ai lấy viên lên giúp em mã đai 120, đai 120. À để em nhắn tin cho con bé này cái mấy chị. Xích 50, xích 50 mấy anh chị, xích 50. Xích 50. Xích 50 mọi người ơi, xích 50. Xích 50. Lấy xích lên cho em ở xích nha. Xích 50. Xích 50. Em có xương nha mọi người, xương em em có xương. Ba dây xương này 200 nha mấy anh chị, ba dây xương này 200, nhà xương khắc mà. Đấy nhìn lầm lại tưởng ngờ chết luôn nè. Xương, xương phối, xương tròn, ba dây xương này 200, ba dây xương này 200 nha mọi người, ba dây xương này 200. Con voi này 50, lên cho em mã voi. Lâu chai hôm qua có người chốt rồi mấy anh chị ạ. 800.000 một sợi, chai mặn.
em có ba cái móc khóa nè mấy chị, ba cái móc khóa viên nè, đấy, ba cái móc khóa, đây bán tặng cho mấy chị ba cái 50.000 luôn, lên cho em mã số 3. Con tỳ hưu nè mấy chị ơi, con tỳ hưu này 100, con tỳ hưu to 100, ai lấy tỳ hưu lên cho em mã tỳ hưu 100. Tỳ hưu 100 mấy anh chị. Cái này à, mắt hổ phối với lại lapis phối với lại à, mã não huyết nè mấy chị nè. Một cái dây này rất là đẹp luôn á. Đây. Dây này dây viên luôn. Lên cho em mã dây 150 sale luôn. Đại khai sát giới. Ấy trời 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 sale luôn 150. 150 mấy anh chị. 150. Lô bạc 200 nha mấy chị, 200.000 một món. 200.000 một món. Cứ đếm tới thôi. Đó, 200.000 một món, ai chốt thì nói em nha. Dây có mặt và nhẫn rồi gì đó nè, như thế này nè. 200.000 một món. Ai lấy thì lên em đếm, đếm lô, còn giá lẻ thì khác nha mọi người. Tiếng em mắc cười quá hả? Em đang bị cảm á. Khó chịu cơ cái ngày nay nè mọi người. Cái thời tiết này nó khó chịu ghê luôn á. Nói năng được gì luôn á. Trời ơi cái sợi dây này quá trời luôn. Quá trời nặng rồi mấy chị ơi, quá trời nặng rồi. Quá trời nặng rồi. Trời ơi nó nặng đẹp, nặng quá. Này bán cho mọi người 120 luôn, lên cho em mã nặng. Trời ơi nó nặng, nó nặng, nó nặng quá. 120 lên cho em mã nặng nặng nửa ký luôn. Từ 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 để em cân thử coi. Cũng nhiều chuyện lắm, bán gì ế mà nhiều chuyện. Không phải bán ế. Trời ơi, xỉu mấy chị. Mày mệt lắm. Tính tiền đâu, tiền hộp cho xuống mày mệt. 200g à. 200g mà không phải nửa kilo đâu. Thì sao? Thôi, rồi đi ra, đừng có đụng vô cái này của mẹ. Bỏ xuống. Lô nhẫn này 20.000 một chiếc nè mấy chị. Bỏ ra. Cho em có mẹ mẹ một chiếc. Cái lô nhẫn này 20.000 một chiếc. Là ôm hết lô đó mấy chị. Có khoảng nào 80 mấy chiếc á, em tính cho mấy chị 60 chiếc thôi. Cái hộp phách này của em lộn. Nè mọi người. Nhìn cái lô nhận hết hộp chưa? Quá đẹp luôn. Ừ. Nhắn tin mà không ai nhận được luôn á. Em bình luận bài viết của em mà không bình luận được luôn mấy chị. Không hiện lên luôn, nó hiểu rồi. Hiểu cái tương tác nó cỡ nào vậy. Đang bị spam á, nó chặn bài viết của em lắm. Chán. Bữa bị khóa đến giờ đó mọi người. Ở đây em có, đừng có la con, ở đây em có một cái lắc đá nè mấy chị. 30.000 lên cho em mã lắc đá. Lắc đá 30, lắc đá 30. Lắc đá 30. Lắc đá 30, trời nó la dữ luôn á. Cái gì nữa? Đi đâu? Không. Nãy giờ mà bán chưa được 13. Mẹ không có tiền. Đi xuống dưới cái bàn ăn á, dỡ cái tấm hả lên cái phía mà bên mà ngoài
cửa. Mẹ mẹ đừng có kia ha, lấy tiền của mẹ. Lấy đúng 13.000 nha, không được lấy hơn nha. Lấy hơn hôm sau không có cho ngàn nào. Xin 13.000 lắm gì vậy trời. Ăn uống được 13.000. Hả con? Gì? Cái tấm bàn ăn dở lên. Tao nói cỡ đó rồi. Trừ lóng cái lỗ tai lên nghe. Tao hỏi không à. Cái lỗ tai để làm trang trí hả con? Ừ, trên 26 xí luôn. Ôi, gọi anh hai cho anh ăn cơm với. Vậy cũng gắng lấy lên ngàn. Về thói nghiện. Xin 13.000. Nhưng mà xin 12.000 làm gì vậy? Uống nước hả? Uống xì gô hả? Mang chị một cái đai viên nè mọi người. Ôi cái này có. Cái đai viên nè. Đẹp mấy chị, 70.000 lên trên mà. Đai 70. Đai 70. Đai 70, đai 70. Mẹ ơi, mắt cái lúc nào vậy mẹ? Chị để làm cái gì? Đưa đây. Con đã hết nó làm kẻ cho con ơi. Bấm cái nút này qua nè. Xong rồi đến cái chỗ nào mình cần thiết thì mình bấm nút chính giữa, hiểu chưa? Ừ, mẹ đang bệnh mà con cứ để mẹ nói hoài, khó chịu nó mũi lắm á biết không? Tiếng mẹ nè. Mẹ đang bị cảm nè, con nghe tiếng mẹ khó chịu không? Ừ. Chào cô Hiên Hà. Mấy anh chị có 4 cái móc khóa là 50.000. Ôi mẹ ơi, con bị dính chân rồi. Tháo ra, nhanh lên. Đưa cái chân đây. Rồi đi lại cái gần đi. Mấy anh chị 50.000. 50.000 4 cái móc khóa. Cái này có một cái san hô nè, bán 30.000 là mã san hô. Mã san hô. Để em cho mẹ tập trung bán hàng nè. Dạ. Giỏi. Dạ con nghe nha mẹ. Lên 30.000 lên cho em mã lắc đá. 30.000 lên giùm em mã lắc đá. Chào cô Thiên Hà. Ừ. Chán đời. 50 chốt cô Hiên Hà. Chớ hôm nay like xong ngày mai con chốt đơn cho cô Hiên nha. 50.000 lên cho em mã cườm. Cườm 50 với một nồi cườm luôn nha mấy chị. Cườm 50. Cườm 50. Cái bút đâu rồi? Đang bị cảm hơi khó chịu một xíu. Gỗ không mấy chị ơi? Gỗ nha. Một sợi dây gỗ. Mấy cái gỗ tròn tròn. À đây. Hai sợi dây gỗ này em bán mấy chị 50.000 lên cho mã số 2. Mọc nè. Mọc nè mấy chị ơi. Mã số 2 50.000. Hai sợi luôn 50. Lạ lắm luôn á. Theo cái phong cách cổ điển nè mấy chị nè. Cổ cổ á. Nè gỗ có mắt luôn. Hai cái 50. Còn mã nhỏ. Cái dầu đâu rồi ta? Mã số 2 50. Cái cục gốm nè mấy chị ơi. Không biết để làm gì hết á. Em tặng đi. Nó có bị dăm dăm này nè. Em tặng nha. Lên cho em mã gốm tặng. Gốm tặng. Gớm tặng. Gớm tặng.
lên cho em mã da 20, da 20, da 20, da 20, da 20 mấy anh chị ơi, da 20. Có một chai nước hoa mà nó bể. Gucci. Để xài luôn. Bể. Để. Cô nó bể rồi cô ạ. Nó bể rồi. Xanh. Xanh 70, hai cái xanh 70, xanh 70, xanh 70. Mấy con trai thằng con trai còn. Nó bể rồi, xịt cũng ra. Xanh 70, xanh 70, hai sợi dây xanh này 70.000 nha mấy chị ơi. Hai sợi dây xanh 70. Xanh 70. Ở đây có một cái đai váy nè. Một cái đai váy nó làm sao ta? Một cái đai váy nè, nó pha hai màu. Nè mấy chị. Nó pha hai màu trắng với vàng. Đấy. Lên cho em mã 70, mã 70. Trắng với vàng mã 70. Mã 70 mấy chị. Mã 70. Mã 70 bấm nó không ra cô ạ. Mã 70. Ủa có con tóc mà. Con tóc này bằng gì vậy? Đâu ra con tóc trong đây vậy trời. Lên cho em mã số 10 nè anh Tịnh ơi. Cũng có vân nè. Đó mã 10, mã 10. Đồ thời trang. Mấy cái này bán luôn 10k cái. Mã 10, mã số 2 10, mã số 2 10. Mã số 2 10. Mã số 2 10. 10 10 10 10 10. 10 10. Trời ơi cái sợi dây xích má hú không? Lên cho em mã xích. Xích 30, xích 30, xích 30 nặng nề quá, xích 30. Ra làng ra ó lên dữ vậy. Một cái đai váy. Đai váy nè mấy chị, nhưng mà nó không có gọi là phải về trời rửa nó. Nó chỉ khoảng 70% thôi. Độ mới của nó. Lên cho em mã 50, mã 50. Mã 50 vàng một người về trời rửa nó em khui ra em có. Em chưa có trời rửa hết em có bán lại em khui ra được rồi em bán. Lên cho em mã 50, mã 50 nha mấy chị. Mã 50. Mã 50. Mở nhỏ lại chút đi con ơi. Mẹ bật lên là mẹ tắt luôn á. Chán còn người dưỡng. Ủa rồi mấy cái này ra tự nhiên đục cho đàn đóng như vậy. Cái gì ta? Đôi bông viên nè mọi người ơi. Đôi bông viên. Đôi bông viên nè mấy chị. Đây. Đôi bông viên 50.000 lên cho em mã viên 50. Vàng lì nè mấy chị, viên 50, viên 50. Cái quạt đâu mà nóng quá vậy? Bệnh cái nó không khó chịu, cái đâu mũi. Khó chịu đủ thứ. Sao tặng,
sao tặng em tặng mấy chị ơi, sao tặng người muốn lên gì có nói em lên đi nha. Ui rớt mất cái bóng đâu rồi. Hả à, kêu hôm nay like thì ông chịu vô coi thôi, mười cái bắt người ta hả, chụp hình nha con nhỏ kia, chụp hình rồi tìm kiếm gớm nè mấy chị ơi. 50.000 một sợi, ai lấy hai sợi dây này em để 70.000 luôn, lên cho em mã số 2, hai cái sợi dây gớm nha, hai cái sợi dây gớm 70.000, lên cho em mã số 2, 70, lên cho em mã số 2, sợi dây thuận bờm xuôi gió nè mấy chị nè, 30.000 lên cho em mã vàng, vàng 30 mọi người ạ. Lên cho em mã xám, xám lấy xám lên cho em mã xám 20.000 còn mới luôn. Đây made in Germany lên cho em hả, 20 ơi, cảm ơn con rồi đi. Một cái vòng pháp lam 100 lên cho em mã lam 100. Xương này 200.000 nha mấy chị. Cái ba sợi dây xương này 200. Anh lấy xương lên giúp em mã xương. Xương 200. Ơi trời ơi hú hồn. Đừng có đặt coi. Mày giật mình. Này gì? Đai váy mấy chị ơi. Một cái đai váy nè, một cái đai viên nè mấy chị. Trời cái đai viên này mới đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, mới đẹp mấy chị. 100.000 lên cho em mã vàng. Vàng 100. Ai lấy vàng lên giúp cho em mã vàng. Vàng 100. Nặng lắm. Ý là nó vàng 100 mấy chị. Vàng 100. Nè webcode nè. Này hả? 70.000 em ơi, mặc webcode 70. Ở đây em có thêm một cái đai váy nữa. Nè. 40.000 lên cho em mã nhỏ 40, nhỏ 40. Camel, mấy camel này hả mọi hả em ơi. Camel này lấy hết. Có cái có khắc Italy. Cái này có khắc bạc. Đó. 224. Đó. 504 cái này nha. Cái này khắc bạc nè, lạ nữa nè. 500. Thì còn nữa đó, còn nữa 500 nha, cái này lạ nè, cái này đó, có khắc bạc ở đây nè. 925 gì đó. Này. 504 cái này nha, 504 cái. Lấy thì lên giùm cho chị mã 500 nha. Rồi cái tiếng của tôi. Cái tiếng của tôi nó khàn. Đang bị cảm á mọi người, tự nhiên cái nó cảm mà tiếng tâm nó mất hết. Còn ba cái xà cừ, ba cái xà cừ kia 200 nha, ba cái xà cừ này 200. Lấy thì lên mã số 3. Còn bốn cái này 500, lấy thì lên mã số 4. Lấy lên mã số 4, ai lấy nào lên nã đó chứ nha. Ủa chết tôi không vậy, tại sao không thấy ai hết kìa. Ôi ơi con. Ôi
Cái sợi dây này cái khóa đẹp mấy chị, mới tinh luôn. Dây này chắc cái đai váy chứ cái dây cổ gì mà dài dữ vậy trời. Nè mấy chị nè, mới đẹp quá luôn nè. Mở cách nào? Đây, lên cho em mã vàng, vàng 80, cái khóa đẹp mấy chị, vàng 80. Ai lấy vàng lên giúp cho em mã vàng. Vàng 80, vàng 80, vàng 80. Mọi người chấm bài lên cho em với cả nhà ơi. Nói năng gì với em chứ, để em like xong mà con có một mình em vậy. Là em buồn lắm. Một cái sợi dây nè, viên mấy chị, 70.000 lên cho em mã viên. 70.000 lên cho em mã viên. Nè nâu ca, chào em. Em kiếm gì nâu ơi? Ca ơi, nâu nâu ơi. Kêu nâu ơi mà mắc cười hay. Nâu ơi mà mắc cười. Chia sẻ bài cho em nha cả nhà ơi, cái tiếng của em nó đã bị gì rồi. Ôi cái sợi dây dễ thương mọi người. Mã não nam hồng cắt giác nè mấy chị. Trời ơi, màu cam đẹp giả man ha, xinh quá à. 50.000 lên trên mã xinh. Xinh 50, xinh 50, xinh 50, cắt giác xinh giả man luôn mấy chị nè. Xinh 50, ai lấy xinh lên giùm em mã xinh nha. Xinh 50. Xin 50, xin mấy chị 50.000 thôi, không dám xin nhiều. Này cái gì vậy coi? Cũng một cái sợi dây 3 tầng nè mấy chị nè. Đó, muốn làm eo ai nhỏ nhỏ thì mình làm được đai váy. Còn làm dây chuyền 50.000 lên cho em mã số 3. Để hình đây. 50.000 lên mã số 3. Nhỏ kia đâu mất kêu, rồi kêu nó vô coi. Cái lô viên mà nó hỏng vô coi. Con nhỏ đâu mất kêu rồi. Nhỏ ơi, nhỏ ơi. Này cũng vậy nè mấy chị ơi, đẹp quá mới tin nè. Đó, 70 lên cho em mã mới. 70 lên giùm em mã mới. Một nụ, để một nụ. Không được, đựng được. Hồi nữa nó sẽ bị gối. Hổ phách, hổ phách nha này 400 nha mấy chị. Hổ phách nha 400. Ai lấy nha lên giúp cho em mở nha 400. Nha 400. 50.000 mã voi, 50.000 mã voi, voi 50. Lạnh tóc xôi, bờ môi khô, honey buồn mắt đen thật buồn, ngày qua ngày hát luôn. Đời mong gì tình nhiều lắm nên yêu thương nồng nàn. Trái tim em như lận thầm có ai. Đã bị cảm rồi. Mình hát với hòn. Đây à, em lên ít vòng tay nha mấy chị. Ê, em đã tìm thấy chân lý cuộc đời em rồi. Hổ phách giả này 100.000 một vòng nha mọi người. 100.000 một vòng. Ai lấy giả lên cho em mã giả. Giả 100. Giả 100. Giả nha mọi người, không phải thật đâu. Giả, giả 100. Giả 100. Ủa, cái này ở gì vậy, màu gì đây? Màu này không phải là màu đen. Màu màu đỏ hay màu gì? Không phải, nó là màu màu đen. Trời đất ơi. Mà người ta làm cái dây màu đỏ, xong cái em cứ tưởng là nó màu đỏ. Có cham rồi gì nè mấy chị. Và mấy chị xỏ lại đi. Nè nó giãn rồi. Đấy, 70.000 lên cho em mã số 7. 70.000 lên cho em mã số 7. Có opal. Đây nè cho xem. Đâu rồi? Nhưng mà không phải là không phải là opal. Không phải là nó bị đứt á, xong cái mò mẫm gờ gẫm đường ít. Ủa cái hộp của ba nó mất chưa, xin lỗi. Xin lỗi em chị đã không nhìn thấy nó đâu rồi.
đây nè, ô banh vàng nè, thấy không, ô banh vàng. Có cả ô banh đen mà không biết nó nằm ở đâu, nó đứt ra chưa có sâu lại. Ô banh này ngậm nước. Ê, mình cái chỗ ô banh này bán cho mọi người 200. Ai lấy lên mã 200. Mã 200 về nhà tự sâu lại. Mã 200 sâu mít chứ gì mít. Mã 200 nha mấy anh chị. Mít cái vàng mít chứ gì mít. Nó có lỗ sẵn á. Nó bị đứt ra. Nè mọi người. Có cọng tóc với cọng lông mèo gì trong này. Lấy ra coi xong thì nó vô duyên quá. Cọng lông mi của ai mà dài dữ vậy. Đây, đã lấy ra rồi. Nè. Có lửa dữ lắm nha mấy chị, nhưng mà tại bỏ con bọc ấy, nó nhỏ ngại. Để ngoài sợ nó rơi mất. Nó bự quá mà. Nó bự quá làm em ngại. Rồi ngày mai cho mày lên trên tiệm vàng luôn con gái ạ. Hồi nguyên cái dây đá tua mà nó đứt ra nè mấy chị nè, cái hộp nè tuôn nè, châu báu của em trong đây á, ngờ phối gỗ đó em ơi, 350, ngờ phối gỗ đó cưng ơi, ngờ phối này đúng không, ngờ khúc dưới này là ngờ, phía trên này gỗ bán 350. Một cái hạ nhẫn chai nè mấy chị nè, một cái nhẫn chai bạc đây, chai ngọt đây, 150.000, 150.000. Cái xanh lá là gì vậy, con tỳ hưu á, con tỳ hưu 100 nè, 150.000 là bạc. Mà làm thô thiển như thế này ai chấp nhận. Còn cái này chỉ là cái viên đá thôi. Còn cái này là viên đá nè. Của chị đó. Giống của chị đó. Em quên coi cái của chị nó nằm. Này à, bán cho mọi người cái viên đá, hai cái viên cái gì, một cái này, một cái xanh này là cẩm thạch, còn cái này là garnet, cái này là sichin đấy. Em bán cho mấy chị cái hộp này 200.000, hộp 200.000 giống á, hộp 200, hộp 200, hai trăm, trời ơi ra làng. Đá này 100, lên kê mã đá lạ. Đá lạ 100. San hô khúc to lắm nè mấy chị. San hô khúc to ơi là to luôn. Phối với lại mà nè. Mấy chị, phối với lại mấy cái đá thạch anh san hô rồi đồ cắt kiểu trên giữa là điểu nè, nè thấy không đấy, khúc này em để cho mọi người 300.000,
Mấy chị nhìn em cái khúc mà nó to như thế này nè, san hô khúc với mấy chị. San hô khúc 300. Nếu mà nó được ngờ thì ngon quá à mọi người ha. Đúng không? Cái kẹp này bán 10k luôn, lên cho em mã kẹp. Kẹp 10, kẹp 10. Này là voi 50 300 cho cô Thiên Hà. 300 cô Thiên Hà. To ơi là to. San hô khúc to lắm. To lắm. To mệt mỏi luôn á. Trời ơi. To bằng cận bằng cái ha, nói mà cái to nhất của nó là cũng to hơn cả cái ngón to cỡ cái ngón tay, còn đây cái nào to nhất của nó, to lắm, nói chung là nó to 300 con viên thôi. Kiều Nguyễn. Qua bên khoai, qua bên trang băm bay đi em ơi. Bên đây cũng chốt được hàng. Qua trang băm bay á. Cãi điên lên hả? Nhìn từng làn gió bươi bươi hàng coi. Đây nè. Còn đây ai lấy cho em cái hả mớ xương đó không mọi người? Theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời. Cẩm thạch phối với lại thạch anh nè mấy chị ơi. 300 lên cho em mã số 3, cái này bóng đẹp lắm nha. Cái lu này nè, bóng đẹp lắm luôn. Không thích cái này thì mình phối cái khác. Ưng cái này ghê, 300 lên cho em mã số 3. 300 lên giùm em mã số 3. Tiếng tùy, tiếng đang bị cảm. Cảm nặng luôn. Dạ. Mã số 3 đi mọi người. Mấy chị ơi, 200 ngàn cái mớ xương này, ai lấy lên cho em mã mớ. Một mớ này 200. Mớ nè. Gồm 3 dây xương, một vụt vòng tay nè mấy chị. Mã mớ 3, 200. Mớ. Mớ 200. Rồi đây cái khẩu trang của Cui. Đây nhiều chai gì. Ây da. Ủa tự nhiên lấy này lên làm gì ta? Nó tào lao cái gì không biết. Mấy chị, cái này là đá vàng và một cái đá cổ gì nè. Em không biết, nhưng mà để nó ra dầu á mấy chị hay gì á, em không biết nữa nè. Nè, đá vàng này đá gì mà cắt giác nè. Đấy, khóa là 1/12, khóa mạ 1/20, cho nên nó ấy về nhà mấy chị trà rửa, đánh rửa nó lại em để khui ra nó gì nè. Rồi cái này đẹp lắm, đá này đá gì ta? Đá này đá gì mấy chị có biết, có biết không chị với em với? Em biết nên bán 200 ngàn á. Em cho em mã số. Mã số 2 đi. Mớ đâu rồi? Mớ. Mớ cho cô Thiên Hà. Mớ. Mớ 3 vòng cổ. Một vòng tay mớ cô Thiên Hà ha. 200 nha. Nó là cái gì vậy ta? Cái gì đó, nó là cái gì cô ơi? Cô biết không? Mớ 200. Đâu rồi, cái vít tôi rồi. Nó đi chơi rồi. Khỏe quá à. Cuối đi chơi rồi. Đừng kiếm nó. Kiếm nó không được. Qua bên bay đi em. Qua bên bay.
Ôi cái bông ngọc bích này đẹp quá mấy chị. Ây da, đâu rồi mới vừa nhìn thấy. Bông ngọc bích này xinh xinh dễ thương quá, dễ thương luôn. Nè. Rồi cưng không? Đấy. Lên cho em mã bích 100, bích 100 thấy xê thấy cưng ghê mấy chị. Bích 100. Lúc nãy còn có đôi bông xương nữa đâu mất tiêu rồi ta. Nè. Cái này mắc hổ nè, phối nè. Bán tặng luôn. Nè cái 50.000. Lên cho em mã mắc hổ. À mắc hổ 50. Mắc hổ 50. Coi có cái gì ở đây không? Cái này bỏ xuống. À cái dây này đẹp mấy chị. Cái dây này nó có hai cái viên đá nè. Lấp lánh luôn. Mà không biết cũng chưa có, không biết đá gì luôn. Nè 50.000 lên cho em mã xanh. Mã xanh. Trời kim nguyên. Kim nguyên 100 bông. Trời đất ơi, đâu rồi, để đâu rồi Nguyên ơi, Kim Nguyên ơi. Ủa thấy con để đôi bông đâu mấy chị, đây 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 đây. Lấy 100 đôi bông hả? Hay là lấy đôi bông này 100. Cái viết đâu nữa rồi, mệt mỏi Kim viết mệt. 100 Kim Nguyên. Chi chốt cho Kim Nguyên 100. Lúc nãy còn có cái cái gì ta, cái này bỏ xuống ha. Dễ thương quá, dây dễ thương quá, dây này nặng quá, quẹo quẹo quăng bên. Nãy thấy cái gì nè, định like cái đó mà quên nè. Cái đôi hoa nè. Ngày xương. Nè. Nhưng mà cái chui nó là chui bạc. 150. Lên giúp cho em ạ. Số 15. Bông này mã số 15, bông xương mã số 15. 150 chui bằng bạc, về trà rửa nó. Dạ dạ dạ, con biết rồi, con chọc quá mà. Mã số 15 nha mấy anh chị ơi. Mã số 15. Mã số 15. Chọc á. Ở đây có một cái dây đá nè mấy chị ơi. Đá này đá, đá lạ. Đá gì nè, 200.000 đi. Ê, trời ơi, bể điện thoại của tôi. 200 mấy anh chị. Nè. Thì hôn xanh có người mua rồi. Nè. 200. Lên trên mã đá sale á. Để anh kiếm cho chi cái khác nha. Nè mấy chị, 200 lên cho em mã đá. Hơi bị bóng nha. Bóng lắm nha. Nãy còn một cái bông xương biết để đâu. Cảm em ơi, chị đang bị cảm tiếng chị đang nghe nó ồ ạch vậy đó. Em bị cảm á. Cũng vậy đó. Thạch anh vàng. Chị tính vô mà mẹ vàng. Vô. Nếu mà chiều nay vô đâu có gì nhiều hàng đâu. Khoảng ngày mai. Ngày mai con soạn hàng cho người ta xong rồi còn gì nữa. Khoảng ngày mai. Cái này kim tấm nè mấy chị. Kim tấm với lại vàng 700.000. Có cái xíu này là vàng nè. Với là kim thiên nhiên mình đeo chút xíu cho nó may mắn thôi.
Trời ơi đẹp quá luôn. 700 cái vòng tay này nha. 700. Ai lấy lần mà 700. Mắt hổ phối. Phối nè. Xong rồi sâu gì mà ai mà sâu cái vòng tay. Mắc cười quá vậy. Lên cho em mã phối 100. Phối 100. Phối 100. Phối 100. Phối 100. Vòng tay chai nè mấy chị ơi. Chai. Chai này chai đá thôi mấy chị. Đã chai đá lên nhưng mà nó đẹp lắm, không phải loại nhựa đâu. 50.000. Chai đá nhưng mà không phải chai nhựa đâu nha. Nhìn mà mấy chị y như là Akoya luôn đó, đẹp lắm. 50.000. Em lên mấy cái trong hộp này cho mọi người để mọi người chốt nha. Đen 300. Đen 300, ai lấy đen lên giúp em mã đen 300 mấy anh chị. Đen 300. Cái thước đo ly rồi. 9 ly, gần 10 ly, 9 ly 9. Đen 300 mấy anh chị nhé, đen 300. Một trăm ngàn lên cho em mã khóa đẹp. Trời ơi, cái này nó là pha lê mà nó chiếu nè mấy chị. Cái khóa nó đẹp chưa nè. 100.000 lên cho em mã khóa đẹp. Khóa đẹp 100. Khóa đẹp 100. Khóa đẹp 100. Ủa đẹp nhỉ. Ôi đi kiếm một chiếc đó coi mấy chị. Này đàn ông hay đàn bà coi có chim không. Này đàn ông mấy chị ơi. Em nhìn người ta bằng quần rồi, bằng khố rồi nhưng nó không đẹp quá ha. Để gán gán kiếm một chiếc nữa coi. Rồi treo đây kiếm chiếc nữa, hơi bị độc lạ luôn á. Rồi treo ở đâu để dễ nhớ, để đây. Ô chai này đẹp quá mấy chị, có đôi bông luôn nè mọi người ơi, có đôi bông chai nè, màu đẹp ghê luôn á nè. Trời ơi cái này đẹp quá mấy chị. Chai đá không phải nhựa nha. Chai đá, còn chai nhựa nó nhẹ hiều à. Cái này đẹp ghê luôn á mọi người. Mấy ly ta. Và bán cho mấy chị cái bộ này. Có đôi bông luôn. Cái bộ này bán cho mọi người là 250. Định bán 350 rồi. 9 ly rưỡi nè mấy chị. Trời ơi, 250 mấy anh chị, ai lấy lên giùm em mã 25. Mã 25. Mã 25. Ai tay cái chân, tay cái chân. Nhớ ở đây còn cái đồng hồ. Mở cái gì được. Đây có một cái đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ quả lắc. 70.000 mấy anh chị ơi. Lên cho em mở hồ 70. Hồ 70. Hồ 70. Hồ 70. Ai lấy hồ lên giùm em mở hồ. Hồ 7 chuột. Giòn giòn lấy giòn lấy lấy. Mà giòn giòn lấy giòn lấy lấy lấy. Kim Nguyên ơi, đẹp không? Nhưng mà bi này nó không có bền. Bi này nó không có bền. Lại phải tháo ra. Đẹp không mấy chị? Đẹp không mấy chị? Mấy chị ơi! Cái gì đây? Đây là san hô đen. 3 dây san hô đen. 450 một dây nha mấy chị. 3 dây san hô đen 450 một dây, ai lấy dây nào. Thạch anh trắng nè mấy chị ơi, nguyên một bộ thạch anh trắng luôn. Cái này đẹp quá luôn. Cái vòng cổ á thì nó 7 ly. Cái vòng tay á
thì nó 8 ly. Đấy mấy chị. Nè, đeo lên cái con canh cho mọi người xem cho nó đẹp ha. Rồi cái bộ trắng này kiếm thêm hả, cái đôi bông màu trắng nữa, xuất sắc, xuất sắc. Nhìn thạch anh trắng là nó trừ tà đó mấy chị. Người ta hay nè, 350.000 cái bộ này nha mọi người, rẻ nữa. Bộ này 350.000 nha mấy chị, 350.000. Lên trên mã bộ vừa đẹp luôn. Trắng này mà phối thêm một vài cái hạt màu xanh hoặc là màu đen vô nữa nó đẹp ha mọi người ha. Nhưng người ta làm vậy nó không đẹp bằng, ý là làm vậy để cho nó có độ tinh khiết á nè. Mọi người chơi đá phong thủy những cái ngày trăng rằm mọi người đem đá ra cho nó hút tinh khí của trời và đất. 50.000 cái dây chuyền con gấu nè. Đó, cái đá như là kim môi mấy chị thấy không? Y như kim cương môi luôn, có tím tím mà nó đẹp quá nè. Đó, 50.000. Lên chè mã gấu 50. Treo lên lại. Lon lon lấy lon lấy lấy. Ủa mọi người ơi, có chấm bài cho em không vậy? Có nói năng với em gì mà sao em thấy em ngu vậy? Hả? Cái ghim áo nè mọi người ơi, cái ghim áo cái gì? Đồ mồi. Lên cho em mở ghim. Ghim 50.000. Cái ghim áo đồ mồi 50 cần thiết lắm nha. Cần lắm luôn á. Đừng có thấy nó như vậy. Ủa tôi nói vô hồi nào vậy ta? Đây một cái ghim đồi mồi nữa nè mấy chị nè, khắc nè, đẹp chưa? 50.000 lên trên mà khắc 50, khắc 50. Ồ về đi. Trời cái mặt xanh đẹp quá mấy chị ơi. Mặt xanh 100. Tôi nói vô hồi nào vậy? Không biết luôn. Nó vô hồi nào rồi sao mà nó về luôn biết luôn. Vui thiệt. Có ba bác, có bác hai công nhận để ấy thiệt. Ngáp ngáp ngáp. Không biết bán gì luôn á mọi người. Em nhìn tới nhìn luôn, nhìn xuôi nhìn ngược. Em có cái mấy cái hộp tròn này nè mấy chị, bằng VK 200.000 một hộp, có ai chốt không? Cô Thiên Hà có chốt rồi. To lắm, đựng tha hồi đựng luôn. Có nắp nữa. Có nắp nữa. Kích thước của nó là 35. Ba mươi ba lăm to. 200.000 có hai hộp hình tròn, để là cái hộp hình vuông tại vì làm gớt bằng mica. Nó bằng mica, để con đổ cho cô coi. Đựng gọn.
Dạ. Có cái hộp 2 tầng mà. Cái hộp này 2 tuần cũng bằng mít ca luôn. Cái này đừng trang sức tha hồ. Lên cho ai lấy cái này lên mã 150 nha mấy anh chị. 150. Còn đừng trang sức thì đừng thức ăn. Ê, hợp lý. Hợp lý ha. Cái này người ta gọi là sơn mài, sơn mồi gì á. Nhưng mà con nói là mê ca, con có theo người ta được, con có biết cái này. Sơn mài gì á. Nó lại hợp lý cơ chưa chứ. Cất cái này vô. Lonely. Mấy anh chị có ai mua hộp này không mọi người? Hộp dài theo cái kiểu đựng này nè. Em còn một ít hộp này nè. 70.000 hai hộp. Đáng cho nó gọn, một thùng đây nè. 70.000 hai hộp. Trăm ngàn lên mã vòng trắng. Vòng trắng 100. Vàng 100. Tai 100. Xanh 100. Đỏ 100. Đại khai 100. Lá 100. Hồng 100. Không em ơi. Chai hết chai rồi, còn chai bữa giờ hết rồi. Cái gỗ hôm qua có người chốt rồi. Hết chai rồi em ơi. Ngày bữa nữa xem sao, giờ hết chai rồi. Gấu bông á hả? Vừa bán lại đây em ơi, không có thời gian. Rồi. San hô trắng nè mọi người ơi. San hô vàng 100 là cái nào? Ui. Là vàng 100 là cái nào? Mà con có cái hộp này nè. Vàng đâu rồi? Không có dục ở đây không trời. Vàng này hả cô ơi? Vàng 100. Cô Thiên Hà. Cô ơi, ba cái vòng tay theo kiểu không cắt boho bakida nè cô nè. Ba cái vòng tay ai lấy lên mã 200 nha. Ba cái 200. Vòng tay xương á. Xương nhuộm. Ba cái 200. Có con rùa bằng. Hôm qua chắc cô đã hỏi con rùa này hả? Đó lấy ba. Tặng con rùa. Ba cái đó tặng con rùa 200. Ha ha. Cái viết năm mốt rồi. Mặt dây chuyền. Mặt 30 lên giùm em ạ. Mặt 30. Giờ chẳng còn gì đâu. Với nhau câu chào mà lòng quặng đau biết bao. Trời. Không ngờ tôi khát dở vậy luôn trời. Ha 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 ha
đi nhà chốt tặng này cô. Bằng góp. Ê không được, nó mẹ không được. Mới giờ mẹ luôn. Rồi, san hô ba sợi. Ba sợi quấn lại nhau à, hôm nay sale san hô luôn. Ba sợi san hô. 350. 350 bóng đẹp, 350, ba sợi 350. Trắng này 200, san hô phối với lại ngọc bích nhỏ. Trắng 200, trắng 200. Đây cái vòng tay này. Cái vòng tay nè mấy chị về tha hồ mà sâu vòng. Mít em bán 150. Lên cho em mã 15, mã 15 này là vượt một cái vòng cổ luôn á. Nè. Tại vì nó hai vòng nè. Nó là san hô nha, mã 15, mã 15. Mã 15. Mã 15. Ở đây một cái san hô đỏ nữa nè mấy chị nè. Này, 250 lên giùm em mã đỏ luôn, đỏ 250. Đỏ 250, đỏ 250. Đỏ 250. Năm chục ngàn lên cho em mã 50. 50. Mã 50. 100 ngàn lên cho em mã lạ. 100 ngàn lên giùm em mã lạ. Lạ 100. Lạ 100. Trời ơi mã não phối với thạch anh vàng nè mấy chị nè. Mã não cắt giác đồ nè mấy chị. Hồi bán 100 ngàn luôn. Lên cho em mã phối 100. Phối 100. Phối 100. Này thủy tảo nè. Lên cho em mã xanh 100 luôn. Xanh 100 luôn. Xanh 100. Tím 100. Tím 100. Cái này họ, họ tóc vàng đồ. Họ khắc chữ gì nè mấy chị. Rong lân quy phụng gì nè. Có đủ thứ hết thạch anh lapis từ gì rồi bán 100 luôn. Lên cho mã số 3 100. Mã số 3 100. Mã số 3 100. Cái này là đỏ, cái này giống như là ruby nam phi. Đỏ một cái này mã số 4 100. Mã số 4 100. Mắt hổ 100, mắt hổ 100. Cam 100, cam 100. Vòng tay 100. Ủa? Chết rồi đó nói. Cái này là vòng tay 100. Lên cho mã vòng tay 100. Màu sắc 100, màu sắc 100. Rồi đang đại đang 100. Trong 100 luôn, trong 100. Ui, ai da, trời ơi, điện giật. Ui, đập cái tay vô đó, đau quá. Rồi, ế luôn. Vai một đống luôn mà không ai. Không ai chốt luôn. Em lên nhẫn nha mọi người. Em lên nhẫn. Bởi giờ bán lẻ không. Bánh xe là tua đó cô. Đâu rồi? Tua mà liền. Xinh quá à. Chẳng còn bên nhau. Gửi bao câu chào mà lòng quặn đau biết bao. Cái gì vậy ta? Nặng kinh. Nặng quá à. Ai nấu gì với bếp không vậy? Nghe mùi khác khác vậy ta. Không có đi rồi mà. Dạ, ứa nồi quá. Lên nhẫn mấy chị ha. Rồi không vừa rồi chị ơi. Trời cái chiếc nhẫn nó đẹp.
chị. 100.000. Dạ. 100.000 lên cho em mã số 1. Mã số 1 100. Xây số nãy nói xây số mấy? Xây số 6. Một mã số 1 100. Này free size vàng viên nè. Vào resize vàng viên nha mấy chị. Có hiểu không? 50.000 lên cho em mã số 2. Này vào resize luôn. 50.000 lên cho em mã số 3. Mã số 3. Này chị vừa nè chị ơi. Này size số 7. 100.000 lên cho em mã số 4. Mã số 4. Này for resize nè. 150.000 lên cho em mã số 5. Mã số 5 150.000. Này 100.000 lên cho em mã mắt mèo. Mắt mèo 100. 50 gì? 100.000 lên cho em mã Mỹ. Mới đẹp. Cái này y cái này đẹp quá. Hứ. Vàng vàng viên lì nè mấy chị. Vàng viên lì và free size nè mấy chị. Khắc nè. Ai cặp nè thấy không nè. Giống như là từ thời Napoleon nè mấy chị thấy không. 100.000 lên cho em mã viên. Viên 100 vàng lì. Free size tha hồ đeo. Cái lỗ mũi nghẹt khó chịu ghê luôn. Giận quá giận. Ủa cục đỏ này 50.000 lên cho em mã đỏ. Gửi nhau câu chào mà lòng quặn đau biết bao. Ủa mai tương tác với em hay làm biến like mấy chị. Tương tác chửi mắng quyền gỗ em đi mọi người. Một hai ba ba bốn năm. Ồ phải không vậy? Phải không vậy? Cái này còn mạc là 16.000. 1.600 yên rồi. Mình bán có 100.000 à. Bằng 1/4 giá. Phải không vậy? 100, 150. Đúng không vậy? Đúng không vậy? 30.000 một cái ghim opal nè mấy chị. Opal nè, opal ghép nè mấy chị nè, thấy không? Ở trong lửa nè. Chị ơi, chị đang ở đâu vậy chị? Chị đang ở nhà mẹ hả? Chị đang ở nhà bà Tiết hả? Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi. Một cái nón nè, nón cài áo nè. Là mặc dây chuyền được luôn. 50.000. Trời cái nón xinh ghê. 50 lên cho em mã nón nha. Đâu rồi cái khẩu trang? Ở đây rồi. Cái khẩu trang của tôi đây rồi. Rồi em khỏe mấy chị ơi. Em cần khẩu trang. Cái viêm mũi dị ứng á. Cái viêm mấy chị cho mấy chị coi em nè. Đeo khẩu trang đồ. Mắt hôm qua không ngủ được nữa. Ai mua cái bơm thở nha mấy chị. 20.000 cái. Ủa ngựa. Kim bên qua bánh canh hả chi?
làm lành với mẹ hả? Không có món canh hả? Đúng không? Nhẫn nè, này xay nhỏ mấy chị, dễ thương lắm, xay số 6, một viên đá màu xanh nè, 70.000 lên mã nhỏ nè, lapis nè mấy chị, 70.000 lên cho em mã số 2, cái này xay nhỏ thôi, hại nhỏ. Cái này vừa nè, trời ơi, đó, có khác gì không? Có khác silver mấy chị. Trời ơi, cái tiết nhẫn này sang số 8 luôn á. Nè, 70.000 lên cho em mã số 8. 70.000 lên cho em mã số 8. Mã xanh nữa nè. Này sang số 7, 70.000 lên cho em mã số 7. Mã số 7, 70, mã số 7, 70. Ôi sao giờ mới nhảy lên, ok. Mã số 8 cho chị Phương Lê. Mã số 8 chị Phương Lê. Chị Phương Lê inbox cho em nha. Phương Lê. Có chiếc nhẫn con rắn nè. Có ai sợ rắn không? Nhẫn này cũng free size. Hiện tại nó đang nằm ở size số 7. 50 lên cho em mã gắn 50, gắn 50. Gắn 50. Tím nè mấy chị ơi. Đây không có khắc gì hết. Nó đang ở size số 6 lên cho em mã tím. Size số 6 lên cho em mã tím. Tím 50. Tím 50. Mã não đỏ nè mấy chị. Này đang ở size số 7. Lên cho em mã đỏ. Không có khác gì hết, 50.000 mã đỏ, 50. Giờ còn có chiếc này à. 70.000 chốt cho Kim Nguyên. Chiếc kia có người chốt rồi sao mạng Kim Nguyên chậm dữ vậy? Ê, bấm lộn bên mấy. Bấm lộn rồi. Nhớ hình như chị có chiếc tím này vừa chi nè không vừa, đang ở size số 6 mấy chị, 6.5 lên cho em mã tím 70. Ôi cái viên đá tím lấp lánh đẹp quá, tím 70. Một cái viên đá này nằm ở size số 6 mấy anh chị ơi. 50.000 lên cho em mã đá. Đá 50. Mà đỏ vừa không mà lấy. Nằm ở 6.5 mà. Không vừa đâu. Không vừa đâu chị ơi. Không vừa đâu. Không vừa nha. Cái này này nó nhiều màu nè mấy chị, đang nằm ở size số 6 mấy chị. Không thấy khắc. Có khác cái gì đây vậy? Có khác cái gì đây nè em? Em bán 80.000 lên cho em mã nhiều màu. Nhiều màu 80, size số 6 nha. Size số 6 nhiều màu 80. Cái này mấy chị nhìn này nó giống sao không? Nè. Vậy nè. Nhưng mà cái khung của nó. Rồi em bán cho mấy chị 50.000 lên cho em mã sao, size số 6 luôn, sao 50 nha mấy anh chị. Nhẫn em đeo đá gì? Hổ phách với bạc á chị. Hổ phách với bạc. Tay em size số 5. Hổ phách với bạc.
nè, càng đêm nó càng sáng ra nè, nè khung dưới nè, bạch thái á. Này bán 300 á chị, vừa không? Còn này 170, nhẫn ngờ. Này hổ phách. Này ngờ 170. Xanh nè mấy chị ơi. Xanh. Xanh này không thấy khắc. Xanh này xây số 6. 50.000 luôn. Lên cho mã nhỏ. Ây da. Trời ơi, nó chật dữ. Ủa sao cái này chật dữ vậy ta? Kỳ vậy, thường thường số vừa nè. Xây số 6 nha mấy chị. Đây mã nhỏ 50.000. Lên gì nữa nè. Cái này nó là plabit nè mấy chị. Đá labit. Tháo ra đi, cái ngón tay đeo nhẫn mực cứ gắn vô hoài. La biết xe số 6 luôn, ủa sao toàn xe số 6 không vậy ta? 50.000 lên cho em mã la biết luôn, cái kiểu đẹp ghê luôn á chị nè. 50.000 lên cho em mã la biết. Vừa la vừa biết, vừa la vừa biết. Ôi cái này đẹp quá, mà toàn là sai tay mình không à. Ê cái này nè, cái này nè, đẹp nè mấy chị. Ô một cái hạt màu tím tím nè, chùi đi. Xây này xây số 8 nha mọi người. Xây 8. Lên cho em mã mã 8 70.000, mã 8 70, mã 8 70, mã 8 70. Cái này một cái viên này nó làm theo cái kiểu kim cương nè mấy chị. Nó làm cái kiểu giống kim cương ở trong mấy cái mà B&G hay là tính nói là SYL. Trong mấy đó, nó làm theo cái trụ cao nè mấy chị thấy không? Xe này xây số 6 thôi, 6.5 á. Ờ, sáng lắm. Lên cho em mã mã trụ. Mã trụ 70, trụ 70. Không vừa. Mã trụ 70. Rồi không kiếm được. Đây tam giác. Xây số 8 luôn. 70.000 lên cho em mã tam giác. Thả gian đôi sao mà yêu thế. Nhẫn bạc hả? Ủa cái thầy nhẫn bạc rồi. Cái thầy nhẫn bạc mới để đây nè. Không biết có không. Không biết có vừa không. Mã 8, 70. Ồ. Chốt mã 8. Tôi chi 8, 70. Chết mọi người. Vì vậy em nói ai biết được. Chết mỡ vui. Xanh tím. Ôi nhẫn bạc hả? Có mấy cái hết rồi. Không có thật. Không có nhẫn bạc đá. Nhẫn chai xám nè mấy chị. Free size nè. Đá cái viên chai thôi. Do cái chiếc nhẫn này nó không có khắc. Ủa nó có khắc silver nè. Đó. Free size xám nè, có cả cái mặt dây chuyền màu xám nữa, bán nguyên một bộ nó là 200.000 thôi, 200.000 thôi mấy chị nè. Màu xám này nó không có hợp bằng cái màu xám này em ơi. Nhớ đây có cái màu xám rồi ta. Ok, màu xám này có hợp hơn luôn. Không, xám này còn lợp hơn nữa. Xám này là đẹp rồi. Nè. Còn mới lấy một cái
bán cho mọi người. Nãy bán nguyên một một bộ nó là 200 hả? Giờ bán chiếc nhẫn 100. Hai. Nhẫn 120 còn cái mặt 100 là bán lẻ. Nhẫn 120 còn cái mặt 100 là bán lẻ nha mọi người. Free size á. Free size. Ủa tự nhiên để lộn bên. Ma be của em không có bán. Không có cái gì, không có cái nhẫn nào mà có đá hết. Nhẫn của chi nè. Nhẫn của Kim Nguyên nè. Bạc không nha mọi người. À đây, có chiếc nhẫn này nè mấy chị. Đá CZ phối với Garnet nè. Size số 6, hơi bị siêu đẹp luôn mấy chị. Sáng lắm. Gạch nét. Em bán chiếc nhẫn này 380 nha mấy chị. Bằng bạc nha. 380. Đẹp lắm. Mới Kesiben 380, ai lấy lên giùm em mã 380 mà không chú ý rồi vừa tay mấy chị không thôi, chứ còn cái độ đẹp của nó mấy chị đừng lo. Ê. Thôi nhẫn rồi. Rớt cái điện thoại của tôi vậy. Thôi mũi nó chích. Cái nắp đâu rồi? Ủa cái nắp. Thay được nhẫn hả? Trời mới tìm ở trong kia ra được á. Thay được nhẫn hả? Mua đi em. Chỉ có một cái à. Chỉ có một cái à. Viên nè mấy chị, vàng lì viên nè, 50 lên trên mã hoa, hoa 50, hoa 50 này, giả hổ phách nè mấy chị, 30 lên trên mã giả 30. Đi đâu nữa vậy con? Bớt cho mẹ ly nước coi con ơi, bớt cho mẹ ly nước. Nãy xin 13 ngàn đi uống nước. Con em nó xin em 13 ngàn đi uống nước đó chị. Thiếu ngàn là ai đâu, 14 ngàn đủ luôn. Uống cái gì? Chị Thiên mai mốt người ta đừng xin tiền mẹ, người ta đến quán á, người ta đem theo một cái chai nước suối ở nhà đi đi. Có bạn ngồi đó đâu cần uống thêm. Uống hết chai suối về đỡ phải xin tiền mẹ không? Nước lọc từ trong máy lọc ra uống. Chỉ đóng tiền điện thôi với tiền nước máy thôi. Không, khỏi xin tiền của mẹ. Làm ăn bây giờ nó vất vả lắm. Một chiếc nhẫn hoa khắc nè mấy chị nè, thấy không? Cái này thì người ta khắc chìm nè mấy chị nè. Đó, xe này xe 7.5 lên cho mã 50. Mã 50. Một chiếc nhẫn pháp lam này mấy chị. Xe số 8 lên cho mã pháp lam. Ê, xe số 8 lên giùm em mã pháp lam. Ở chiếc nhẫn này ở đây nó có một cái viên đá nè mấy chị nè. Nè. Lên trên mã đá 50, đá 50. Đá 50. Phú ngủ rồi hả? Hả? Tôi ngủ mừng chứ trời đất ư. Cái nhẫn này xinh quá mấy chị. Nhưng mà cái này chắc xe số 7. Không, xe số 6. 6.5 mấy chị. Có khắc cái gì ở đây nè. Không biết nữa. Cái bé xinh xinh. Đấy, 50 ngàn lên cho em mã. Mã khắc 50. Xong con đi cái gì vậy con? Trời đất ơi, con mắt con để làm kiện hả?
Má ơi, nó đi nó đá cái gói bay ra đường mấy chị. Mọi người ơi, cái nhẫn nơ, nhẫn nè. Lên cho mã nơ. 50 mã nơ. Cho tao em vừa, em theo cái này, em thích cái này quá. Xây số 7.5 luôn, mã nơ. Ủa? Ê, không chơi này nữa, chơi khác. Chị chán. Ê, có cái nhẫn rồi. Ủa, không phải. Ồ, một cái đôi bông thương hiệu nè, một cái chiếc rồi, chưa tìm ra chiếc thứ hai. Này lỗ mũi giống lỗ đít dịch mấy chị. Cái bông đẹp mấy chị. Rồi, em bỏ này xuống đây. Ở gian nơi sao mà yêu thế. Lên tiếp vòng nha mấy chị. Xanh 100, xanh 100, lấy xanh lên giúp em mở xanh. Cam 100 lên mở cam. Nè, đồng giá 100 cho mấy chị luôn. Trắng 100, trắng 100. Tím 100, tím 100. Trắng 100. Trắng 100. Ô, cái mắt hổ này người ta khắc nè. Khắc chữ gì nè mấy chị nè. Lapis 100, lapis 100, lapis 100. Vòng tay trà nồi. Trà nồi 50, trà nồi 50. Khói 100, khói 100. Chị chưa thấy nó nữa em ơi. Chị buồn quá. Chị bỏ bà em nè. Tiffany của người đây rồi. Chưa thấy nó nữa em ơi. Lấy cái, lựa cái khác được không? Hay là cứ tìm cái tim nè. Có này nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp quá nè. Cái tim. Hai cái mặt chứ đâu có dây, hai cái mặt bạc với cái dây bạc nè mấy chị nè. Đó, em bán 3. Ừ. 350 mấy chị, 350. Không thể lạc đi đâu được hết. Tại vì nó nằm ở, nó sẽ nằm ở nhà. Cứ tự tin như vậy đi. Mình cứ tin như vậy đi, vũ trụ sẽ tự động giúp mình tìm ra nó. Mình cứ tin là nó cứ nằm ở đây thì vũ trụ sẽ giúp mình tìm ra nó. Ủa gói rồi mấy chị ơi, em đã làm kiểu gì mà nó gói mất tiêu rồi. Chết cha sida rồi. Khi là cái gì trên kia? Ra rồi, quá siêu. 350 mấy chị, được hai cái mặt luôn. Biết đâu được là kim. Kim. Em gọi tên anh trong ngàn nỗi nhớ. Rồi một cái hả sợi dây truyền bạc hình trái tim. Bạc này bạc hiệu nè mấy chị. Bạc này bạc hiệu FF. Lên trên mã hiệu 350. Bạc hiệu 350. Ai lấy bạc hiệu lên trên mã bạc hiệu 350. Một cái lắc tai bạc nè mấy chị. 200.
lên cho mã lắc, lắc tay bạc 200 nha mấy chị, lắc 200 lên giùm em mã lắc, lắc 200. Lên dùm cho em mã lụ, lụ 300, lụ 300, lụ 300. Nhẫn chai xây số 6.5 mà 150 ngàn bằng bạc mấy chị, 150 ngàn. Em like cái khác nha mọi người. Bạc đó mấy chị, có như đây bạc nè, có ai ưng cái gì nói em nha. Để em biết em like không khống không khống. À tô ba nè mấy chị, tô ba 300. Cái dây tô ba đẹp lắm. Dây cũng đẹp và cái mặt cũng đẹp nữa. Mà giá quá đẹp luôn, 300 mấy chị. Tô ba, tô bát á. Ui nó trong khe luôn, 300 nha mấy chị nhá. 300. Đẹp lắm luôn, mà giá quá trời rẻ nữa. Một cái sợi dây bạc thạch anh móng rồng nè. Lên cho em mã thạch anh 300 mấy chị, thạch anh 300. Ô 20.000 lên mã chùm, chùm 20. Ơi. Có bên trai đâu vậy? Bên trai bóng đẹp quá. Tại cái chân quá. Không. Không là không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Không. Làm sao để nó hết nghẹt mũi ra. Không. Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Anh ơi, có cục gì, có cụ gì này mấy chị ơi. 300 ngàn một gì nha mấy chị. Đây như thế này nè. 300. Lên cho em mã di, di 300. To, dài như ngón tay em. Ồ, bán hàng trang sức mà tưởng đi móc bọc cái gì á. Quá trời cái tay dơ rồi. Ê, bể. Nhẹ nhàng thôi. Rồi quyết định tối nay xỏ cái di đó đeo. Trong ngày sinh, trong ngày sinh nhật con của thằng em. Rồi, mọi người ơi, em không biết like cái gì nữa hết á. Thì em cũng like hết rồi. Tại vì ít thấy ít tương tác quá. Em này, có gì dễ thương không chị? Có chị nè. Nè nè nè, đợi chút, em nói em đó đi. Có chị dễ thương nè. Thấy không? Dễ thương không? Trời ơi. Nó thỏ nhiễm sắc thể màu đen. Được không? Mua chị về nuôi chị gì? Chị biết live stream nè, chị biết coi nhà, biết bán hàng luôn á, giúp em đủ thứ. Chị còn biết đưa đón con nữa. Nguyên cái hộp này bán 200 ngàn nè. Này vậy thôi, hơi lố. Chị biết đủ thứ hết á. Lâu lâu chị biết nấu nấu đồ ăn mà quên tắt lửa khét đen bỏ luôn cái nồi. Thấy không? Thấy chị ghê gớm không? Mới giờ thấy đi kiếm thỏ không? Đó, em đi kiếm thỏ đó, có con thỏ này luôn nè, trời ơi. Có con thỏ luôn nè. Em đòi gì nữa? Chốt lẹ đi, mà người ta chốt mất bây giờ. Đâu phải màu trắng đâu, si chin mà. 50 ngàn. Không, bà mặt mẻ rồi, không bán. Ủa, này là gì? Hả? Có củ cà gót luôn mà, ông nội gì nữa. Trời ơi.
này là gì? Em nói gì chị nghe cái này là gì con thỏ nè. Con thỏ đó em thấy hả? Nó bể rồi không bán nữa. Trời ơi nguyên con thỏ bự tới 50 kg ngồi ở đây mình. Em nói không phải. Em nói không phải là gì? Nói đem này đi để làm cái nhẫn hoặc là mặt dây chuyền đeo mà đem đi hoài mà cứ quên hoài luôn á. À đẹp quá. Cái viên xì chin nó nấy rồi em ơi. Bữa đem đi mà đem về lại. Bữa đem đi mà đem về lại một bít từ gì nè, để đi bọc bạc. Để đi bọc bạc cho người ta, để đi ra tiền bạc cho người ta bọc. Chị đang bị bệnh á. Cảm cúm. Cảm cúm. Cắt hoặc là cái đầu á. Bắt chặt cốp mà không có biết, mà không có biết nó là đúng không hả? Không có biết là nó đúng đúng hàng hàng Âu hay là hàng 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 nước hoa sân bay nữa. Không có thấy cái gì để chép hết. Có mà mấy miếng này người ta dán vô dễ thôi. Công chuyện có không biết làm sao nữa. Để chơi luôn từ rồi bán rẻ không đúng. Bán mà bán rẻ không được mà bán mắc thì không xong. Matcha cup. Matcha cup. Mọi người ơi. Em xuống like nha. Hay sao? À có cái kim kim nè, có cái kim cương nè em nè, kim tấm. Ồ đâu rồi ta? Có cái kim tấm. Rồi không biết để đâu luôn à. Không biết để đâu luôn. Đang tìm cái kim tấm. Đi bán vàng được nhiêu đây tiền nè mấy chị. Đi bán vàng lụm được vàng đó. Đi bán được nhiêu đó đó. Nay đóng tiền học. Ủa đâu rồi ta? Chim đi ấy người ta đâu mất tiêu rồi. Kim đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi. Vàng đang xuống mấy chị. Vàng đang xuống. Ủa đưa cho người ta ấy rồi mày rồi xong luôn không biết để chỗ nào. Trời ơi cái nhẫn kim, cái nhẫn kim. Còn ở đây thì có cái kim nè, mặt dây chuyền kim nè, có khắc này nhỏ xíu rồi đính răng cũng sáng nữa nha nè. 1 2 3 4 4 viên kim nè. Cái khung nó là bạc. Nói chung là đeo may mắn thôi chứ không thể nào mà ấy được. Này kim tấm. Rồi bán cái này cho mọi người, bán cuối like để em nghỉ mấy chị ơi. Cái đó gì chị cũng biết luôn gái ơi. Bán cái đó cho mọi người là 350
định không 350.000 đá gì mà nó trong mà nó đẹp lắm, nó giống như là cái gì ruby sao hả? Đâu rồi cây bút đâu rồi, để chích nó lên coi cây bút đâu rồi đó. Người ta có ai thấy cây bút của tôi không? Ủa cái nhẫn kim kim đem đi, đem đi định gửi đi kiểm định để về bán cho nó có lời, mà không biết để đâu rồi đó. Người ta cây bút của tôi đâu mất rồi, trời ơi không thấy cây bút rồi, không thấy cây bút rồi. Nào nhẫn gì chốt là màu gì ta? Có em có chị ơi, to nhỏ. Ủa cái màu nhẫn gì chốt này nè chị ơi, nó tựa tựa thôi chứ kêu mà giống hết thì không được nè. Đó anh đang theo hả, mỗi vòng tay 100.000 đó, chị nên chốt đi 100.000 đó, không sao không có đâu nè. Ủa cái mặt chị để đâu rồi em ơi? Nè nó tựa thôi chứ nó không giống 100%. Nói chung là 80 với 100 á. Ủa cái mặt dây chuyền em để đâu rồi mấy anh chị? Ở đây đây đây, trời ơi, có nhiều khi nó trước mắt luôn cũng biết nữa. Nè chụp lại ngâm cứu ơi. Trời ơi cây viết của tôi đâu rồi? Mấy hộp tròn trước màn hình em xem chị. Em định bỏ ở đây nha, chị bỏ trong cái hộp hoa này nha, em nhớ nhắc chị nha Tố Uyên. Bằng lăng tím. Em là Hanzimi hả? Nè em ơi, em là phải Hanzimi không? Phải Hanzimi không em? Hay là chị nhầm nữa rồi? Tại vì thấy cái hình đại diện á, cái này cái này 50.000 50.000 có luôn người yêu chị trong đây nè, chị trao người yêu chị cho em luôn. Cái này 120.000 cái này 100, cái này 200.000 ba hộp, có ba hộp. Ủa đâu có hình hộp rồi, mở ra kiểu gì nè, bằng gốm. Đợt trước bán 150 hộp đó, ba hộp lần mà có hộp vuông đây. Không hả? Ờ dạ dạ đúng rồi chị ơi, mã não xanh. Ê hú hồn hú vía, đúng rồi chị ơi, mã não xanh không hả? Ừ xin lỗi em. Nhìn thấy cái cái hình đại diện á, trời cái chiếc nhẫn kim ở đâu rồi ta, tức quá à. Phải em hỏi mấy cái hộp đó không cưng? Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Trời ơi cái bút chữ chích đá để đâu nữa rồi, tức quá, tức quá. Nhà như có yêu quái á, mỗi lần hở cái gì ra là mất cái đó, hở rồi là mất, hở rồi là mất. Rõ ràng để trên bàn là để dễ nhìn thấy nè, và mất tiêu. Như yêu quái gì đó, nhà có yêu quái nhỏ. Đi học thôi về là nó ngồi ngay chỗ bàn này nè, nó mở cái điện thoại lên nó live stream, nó quay phim mà nó đâu biết đâu, nó tưởng là nó đang live stream, nó nói thôi là nói. Hộp đá nào cắt giác tầm 5 ly không? Hộp đá nào cắt giác tầm 5 ly không? Nguyên cái bịch đá hồi nãy chị đã cho mua rồi. Không cắt giác được không?
nguyên một cái bịch ở nãy chị dơ ra ngoài để đem đi cho khách á, em đi làm á. Ây ấy xin đó, ấy nó hơi bị tùm lum hết chai rồi em ơi. Ây. Là tròn hay là hình ông quan, hình ông ban, hình ông mua ban nha em ơi, tròn hay hình ông ban nè, để chị biết. Thời không có nhiều khi nó nằm trước mặt mình, mình đi tìm, đi tìm đá thiệt ấy mà đòi cắt giác nữa, thì đá thiệt chứ có đá giả đâu người. Nhưng mà không có 5 ly không có. Cái này chừng 3 ly à, mà đòi tròn nữa. Em hỏi trung tính, nếp trung tính thì trước bán có bông không? Nó nhiều đá. Giá cao. Giá cao. Một cái chiếc dẫn hồ ban chị bán có 550, ổng bán có 1,5 triệu luôn á. 700, 800 là chị bán, không chị bán 800, ổng bán 1,5 triệu trở lên. À không, 1 triệu trở lên đó, 1,5 triệu. Giờ hỏi đá không biết rồi có. Nè, một chiếc chợ, được một chiếc ruby sao với lại vàng nè. Mà không có đích. Để đem đi, đem đi lâu lâu cái gom mấy cái vàng đó, đem đi bán, người ta chỉ có thu vàng dụng thôi. Vòng tròn chỉ có, không có cắt giác, có bình thường thôi à. Tròn có bình thường thôi, không có cắt giác em gái ơi. Em gái ơi. Dạ ok chị. Lấy cái vòng này đẹp không? Chốt chị Phương. Trời ơi bụng quá vậy ta. Hồi nãy này đói bụng quá luôn mấy chị. Đói bụng mà đau bao tử luôn. Cục xúc, cục xúc. Bán 50.000 mấy chị ơi, 50.000 lên cho em mã pha lê phối cường, phối bá peridot, phối thủy tinh hoa là 50.000 mấy chị. 50 thì người ta gắn cái viên ngọc trai lên á cũng đẹp á em à. Ôi gắn cái viên ngọc trai lên á. À, chị kể cho em nghe một tin buồn là cái đôi bông tai hình con cá chép bằng san hô đó, mẹ chị tìm rồi không thấy. Để bữa nào chị ra ngoài đó chị tìm lần nữa. Cái đôi bông tai cá chép san hô mà hồi lâu rồi chị up hình mà mấy người vô hỏi á. Buồn chưa, nhiều tin buồn chưa. Nè Si Chin nè, cái này nè em đòi lấy cái viên đá đó, anh chị em lấy cái này nè. Chốt cái này về lấy viên đá nè. Si Chin nè. 70.000. 3 viên đá. Chốt đi, không thôi chị lấy cái này chị phá nữa. Chị sâu vòng chị xỏ nữa. Ôi cái này xỏ vòng đẹp lắm á ha. Ôi rẻ quá, rẻ quá. 70 cho tôi. Không, 70 rẻ quá, rẻ quá. Mình lông đi, lông đi, lông 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 lông. Nè, cái thánh giá nè em nè. Bạc
Silver Anna. Ủa sao đây có cái tự Anna Sui à, cái đôi bông tai hình cá chép san hô hồi xưa đó mà mẹ chị xí đó. Xong rồi bữa mà chị hỏi mẹ chị là hả đâu rồi, mẹ không thích nữa thì mẹ đưa con bé ngoài Tân Lập nó thích. Xong rồi mẹ chị nói, mẹ chị đi tìm, mẹ chị nói là không nhìn thấy. Đây nè, rõ ràng là của hàng của em là chị để phía trên là đứng lên dục vô thôi. Mà bữa là do đem mấy cái đó đi rửa đó, đi làm bóng á, làm bóng xong cái nó bay màu luôn, nó bay màu mất tiêu luôn. Lý do đi làm bóng á, cái này là cái gì ở đây vậy trời? Làm bóng cái mất luôn. Để trong đây thì đâu có sao đâu, đi làm bóng cái bỏ ra ngoài mất tích. Tức không thể nói được, tụt huyết áp luôn. Tức đau lắm. Bây giờ mấy bữa nào chị đi ra ngoài đó chị ăn tiệc, chị đi tìm mẹ chị hả, chị động lực một kiếp bông mẹ chị ngoài, yên tâm. Nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nó, nếu mà không duyên thì cũng không thể nào nói được. Lên cái này đi, thì đó mà không, mà không biết cái lúc mà người ta trả lại có nó không nữa, mà sao tìm thấy ta. Ôi cái đôi bông đẹp quá luôn mấy chị. Silver nè, có khác silver nè mọi người nè. Silver. Đôi bông ủa cũng lo đếm 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 mà không có nhìn nữa. Nè mọi người ơi, bông này đôi bông đẹp quá mấy chị, bán 100.000. Trời ơi đẹp ghê luôn á, bán tặng 100.000 nói chứ thật sự 100.000 cái đôi này không xứng đáng đâu. Nè. Đẹp không mấy chị? Lên mã 100 nha. Lên mã 100 mấy chị ơi. Quá đẹp. Đừng có buồn, xấu. Buồn là xấu. Chiếc lá này cái khung nó bằng silver luôn nè. Nó đen vậy thôi chứ đánh bóng ra là nó đấy lắm. Nè, thấy không, có khắc silver nè. Nên mã lá giùm em mọi người. Lá 70 đi. Lá 70, lá 70. Ôi chị gì nè, cái này đẹp, cái này hợp chung với lại cái nhẫn của chị nè chị ơi. Vô tình đựng bộ đi, cố gắng lên con. Này chị nè. Giờ chẳng còn gì nhau, đến nhau câu chờ mà lòng quặn đau biết bao. Chị Phương ơi, chiếc lá, chiếc lá này bằng thủy tinh, có buồn không mấy chị ơi? Đừng có buồn, chờ chị đi, chị tìm cho. Chị không tìm được thì sẽ cố gắng chị đi ra ngoài tiệm đặt bạc, chị đặt, đặt cái y chang vậy. Xong rồi cái ví dụ như mà là giống như là cái đó chị bán 350 đúng không,
chị đi đặt thành 500, cái chị bị lỗ 150, lỗ luôn tiền cá. Hả? Tỉnh buồn, nói gì chứ để chị tìm, chị ra ngoài. Tại bữa chị làm bóng ở phía ngoài chỗ nhà mẹ chị á, chị ra ngoài đó chị hỏi lại, bữa chị không có lấy số điện thoại. Nếu mà người ta còn sót lại người ta sẽ giữ cho chị, người ta đàng hoàng lắm. Còn nếu như mà người ta không ấy, người ta không có sót lại ở đó thì về nhà tìm tiếp. Rồi từ cũng ra. Chiếc nhẫn đẹp quá mấy chị. Em đang làm bóng, giờ em không đi làm bóng một món 10.000 đó mấy chị. Người ta tử tế lắm em ạ. Không sao, nếu như sót ở ngoài đó người ta sẽ trả, chỉ sợ người ta không biết của mình thôi. Chị sẽ đem cái hình mà em chụp á, chị đi ra đó chị hỏi. Đừng buồn, đừng buồn, đừng gồi hết. Nhiều khi có những cái món đồ vật mà nó không thuộc riêng chúng ta, nó sẽ chia tay. Giống như đợt trước em mua cái chẩn của chị đó, em chưa kịp đeo nó, con em đeo rồi, em tìm được chưa? Ui, nhẫn này của khách giờ đi đánh bóng mà chưa đi đánh bóng tự trà luôn. Tê đen thui. Còn cái lỗ mũi chị đang bệnh á, nghẹt mũi lắm, khó chịu. Ôi Kim, rồi động được K14. Bỏ vào thùng, cái hộp vàng đâu rồi? Cái hộp vàng đó rồi đây. Có mặt rồi. Dạ chị có mặt rồi. Đây 200 mấy chị ơi. 200. Đây mã 200. Sao nó nhảy comment chậm dữ vậy ta? Thôi mọi người ơi, em hát like nha. Em đau tử quá. Cái hộp nghệ đâu mất tiêu. Tinh bột nghệ. Anh hát like nha mấy chị. Hẹn mấy chị ngày mai like tiếp, giờ ngày nào cũng like luôn. Hứa luôn. Từ thứ bảy chủ nhật. Bye mọi người, chúc mọi người một buổi tối thiệt là vui vẻ. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ em. Dù ít dù nhiều gì, lên like nói chuyện với mọi người là em thấy vui rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Ý, phải. Không phải. Bye bye mọi người nha. Đau bao tử quá. Chiều nay chưa ăn cơm, không có muốn ăn cơm á. Bye bye. Đâu rồi? Kết thúc chỗ nào? Ủa sao tự nhiên không có chữ kết thúc? Kỳ á. Nhưng cái bịch nhẫn chưa like luôn. Ủa chữ kết thúc đã mất tiêu rồi. Ẩu rồi ba, ẩu rồi. À đây à.